tục quay cho cô chú chị và các bạn xem con xe cút Hitachi ES120 nha các bạn. Đang múc dời đất các bạn, dời vô trong này làm mặt bằng cho con này các bạn. Múc ngoài kia các bạn, ngoài kia múc cái đè rồi giờ lắp cái đè trong này. Hiện giờ cái đè trong này lắp mới bằng rồi nè các bạn. Dạ anh, cái xe cút này thì anh tài xế anh nói ai có nhu cầu mua thì anh bán luôn các bạn, xe phà luôn nha, và mới đóng luôn các bạn, có gì liên hệ mình nha. Chưa múc bông vô nữa các bạn. Xe này mới dọn vụ này nha các bạn. Phà thì mới đóng luôn các bạn. Nó khoảng tháng mấy hả? Đủ bán lên khối 2 luôn các bạn. Giờ làm lẻ khó ăn quá.
chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình coi cái xe cuốc 05 đang múc đất. Một cái mương đã lấy đất đi các bạn. Giờ đất vô kia các bạn. Dừa các bạn. Để cái dừa các bạn. Đó.